Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với những diễn biến của giải đấu bia International Chess Festival Hôm nay mời các bạn đến với vòng 5 Nội dung cờ tiêu chuẩn Để chứng kiến trận đấu giữa hạt giống số 1 của giải Dương Nghi Và hạt giống số 2 của giải Lê Quang Liêm Trước vòng này Tính cả nội dung cờ chớp, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn Quang Liêm đang xếp ở vị trí thứ ba, Nhưng chỉ kém hai kỳ thủ dẫn đầu đúng nửa điểm Và hơn người đứng thứ tư Dương Nghi 4,5 điểm Nếu Quang Liêm thắng anh sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu Nhưng mà nếu thua Dương Nghi sẽ được 25 điểm đuổi sát nút Quang Liêm Bởi vì nội dung cờ tiêu chuẩn thì mỗi ván thắng được tính 4 điểm Liệu rằng cuộc đối đầu giữa hạt giống số 1 và số 2 của giải Thì chiến thắng sẽ thuộc về ai? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây Ở ván này Dương Nghi được cầm quân trắng đi trước Anh mở màn bằng khai cuộc Anh với nước tốt C4 Lê Quang Liêm đáp trả bằng nước tốt E6 Tiếp theo Trắng phát triển mã ba. 3 đen để tốt d5 gã đổi trắng không đổi tốt với đen mà để tốt d4 mở đường cho tượng phát triển đen cũng không ăn tốt trắng mà phát triển mã f6 tốt trắng ăn d5 tốt đen ăn lại d5 khai cuộc anh ban đầu lại chuyển thành khai cuộc gam hậu không chấp nhận trắng phi tượng lên g5 ghim mã đen đen cũng phi tượng lên b4 ghim lại mã trắng trắng để tốt e3 bảo kê cho tốt d4 và mở đường cho tượng phát triển đen để tốt h6 tấn công tượng trắng Trắng không đổi tượng lấy mã ở đen Mà lùi tượng về H4 Vẫn duy trì ghim mã đen Đen đẩy tiếp tục G5 Tấn công tượng trắng Trắng chạy tiếp tượng về G3 Đen nhảy mã E4 Chiếm lĩnh trung tâm Tiếp tục truy sát tượng trắng Mã trắng thì đang bị ghim Không thể ăn được mã đen Trắng thì hết đường chạy tượng Liền đẩy tội A3 Tấn công lại tượng đen Đen đổi ngay tượng lấy mã của trắng Tốt trắng ăn lại tượng đen Đen không lấy mã ăn tốt trắng C3 mà để tốt h5 dọa đẩy tiếp h4 bắt chết tượng trắng trắng sợ quá để tốt f3 tấn công mã đen đồng thời giải phóng ô cho tượng chạy về f2 mã đen ăn tượng trắng không cho chạy thoát tốt trắng ăn lại mã đen và bị tốt chồng đen lên hậu e7 tấn công tốt trắng e3 ở đây trắng có thể đi hậu d2 hay là c1 bảo vệ tốt nhưng mà trắng lựa chọn lên vụ f2 bảo vệ cả hai tốt e3 và g3 và coi như là nhập thành nhân tạo luôn. Còn hậu thì để nguyên để có thể phi ngay lên A4 chiếu trộm phát gây sức ép bên phía cánh hậu. Đen phát triển mã D7. Trắng phát triển tượng D3, làm bàn đạp đẩy tốt lên E4. Đen nhảy tiếp mã lên F6 ngăn tốt trắng E4. Trắng quyết định phải tấn công phủ đầu trên phi hiệu lên A4 chiếu. Đen lên tượng D7 cản chiếu và tấn công lại hậu trắng. Trắng chạy hậu sang B4 tấn công tốt đen B7 và gạ đối hậu. Đen để tốt B6 phòng thủ Ở đây trắng đổi hậu với đen cũng được Nhưng chắc chưa muốn đổi hậu Nên trắng phát triển mã lên E2 Nên kết xong xe Đen để tốt C5 tấn công hậu trắng Lúc này trắng nên đổi tốt với đen Tốt đen ăn lại tốt trắng và tấn công hậu trắng Thì trắng chạy hậu về B2 Hoặc là phi xuống B7 tấn công xe đen đều được Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Trắng không đổi tốt với đen Mà chạy ngay hậu về B2 Trắng đen thừa thế sông lên, đẩy tốt C4 tấn công tượng trắng và tạm thời cánh hậu của đen khá là chắc chắn. Trắng chạy tượng về C2. Đen với việc cánh hậu khá chắc chắn thì yên tâm nhập thành dài, dồn toàn lực triển khai tấn công trên mặt trận cánh vua và khu trung tâm. Trắng thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn đi hậu B4 gạ đổi hậu nhằm giảm bớt áp lực. Nhưng giờ muốn đổi hậu không được nữa đâu sói ạ. À. Đen hiệu E6 tránh đòn. Trắng binh sẽ A sang E1 kiểm soát cột nở mở E. Đen cũng dịch sẽ D sang E8 chồng quân hậu tấn công tốt trắng E3. Trắng lùi mã về G1 mở đường cho xe và vua bảo vệ tốt. Đen dừng tốt A5 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu về B1 chồng quân với tượng làm bàn đạp đẩy tốt lên E4 nhằm mở toang cột E. Đen lên vua C7 bảo vệ tốt B6 để hậu đen toàn tâm toàn ý tập trung trên cột E. Trắng theo hoạch đẩy tốt E4 gã đổi. Oe4 có tận 4 quân đằng sau hỗ trợ cho nên trắng có vẻ rất mạnh dạn đẩy tốt lên e4. Tuy nhiên đây lại là một sai lầm bởi vì đen cũng đang có tận 4 quân kiểm soát đô e4. Trong cái xe này thì tốt đen ăn ngay e4, tượng trắng ăn lại e4. Nếu giờ đen lấy mã ăn tiếp tượng trắng thì xe trắng ăn lại mã đen và tấn các hộ đen. Đen chạy hậu thì trắng đổi tiếp xe với đen khiến cho lực lượng của đen bị suy yếu không còn đủ quân triển khai tấn công nữa. Do đó ở ván cờ thực tế Đen không lấy mã ăn tiếp tượng trắng Mà để tốt H4 gạ đối Nếu không đổi tốt Thì đen sẽ ăn tiếp tốt G3 Chiếu bắt xe Còn giả sử trắng nhảy mã lên H3 Bịt cột hát lại và liên kết song xe Thì tốt đen vẫn ăn G3 Chiếu vua trắng ăn tốt đen Hậu đen D6 chiếu Sau đó sẽ đổi cả xe tượng lấy xe mã của trắng Rồi phi hậu vào H2 chiếu Trắng chạy vua E3 Thì mã đen D5 chiếu hết Trắng chạy vua F1 thì bị chết dí ở hàng ngang số 1 Đen nhảy mã H5 rồi nhảy vào G3 Cũng chiếu hết Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không còn phương án nào tốt hơn là phải đổi tốt với đen Tốt đen ăn lại tốt trắng Trắng có hậu C1 định phi nến 4 chiếu Đen có hậu D6 chặn ngay ý định này lại Lại còn dọa phi tiếp lên G3 chiếu Trắng nhảy mã H3 liên kết song xe làm mà đạp cho hậu trắng phi lên F4 gạ đổi hậu. Ở đây đen có thể phi ngay hậu lên G3 chiếu. Nhưng mà đen lựa chọn nhảy mã H5 tiếp tục chặn đứng ý đồ của trắng lại. Lúc này trắng lên đẩy tốt F4 hoặc là phi hậu lên G5 ngăn hậu đen lao vào G3. Tuy nhiên thực tế thì trắng lại chạy vua vào G1 ở đây tiếp tục là một đi không chính xác. Trong nước sau này, đen phi ngay hậu vào G3, dọa nước sau qua xe G8 chồng quân hậu ăn vào G2, chiếu hết. Trắng đẩy tốt F4, mở đường cho tượng bảo vệ tốt G2. Ở đây thì đen vẫn nên qua xe G8 chồng quân về hậu, sau đó có thể phế xe ăn tượng trắng. Trắng đi xe E3 tấn công hậu đen thì đen vẫn cứ lấy xe ăn tượng trắng và thí luôn hậu. Xe trắng ăn hậu đen thì mã đen ăn xe trắng, tấn công xe trắng còn lại và dọa nhảy với hai chiếu bắt hậu. Trắng có chạy hậu đi đâu chăng nữa thì đen vẫn bình xe E8 chồng hai xe trên cột mở E để cắm xe xuống E1 chiếu. Trắng vẫn chắc chắn mất hậu. Trắng có chạy trước vua lên H1 thì má đen ăn xe trắng thơm giòn béo ngậy. Vua trắng hay hậu trắng ăn lại mã đen thì đều sẽ bị bắt hậu ngay. Mà không ăn mã thì lực lượng áp đảo như này đen cũng không khó để giành được chiến thắng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Chắc là muốn cái nỗi đau của trắng nó kéo dài ra thêm Cho nên đen đã không dịch xe sang G8 Mà lại lùi hậu về G7 để giải phóng ô cho mã nhảy vào G3 Đây cũng là một nước đi không chính xác Trắng đẩy tốt xuống F5 Để nếu đen nhảy mã vào G3 tấn công xe trắng Là hậu trắng sẽ 4 chiếu ngay và hộ giá được cho vua Do đó đen lại phi hiệu xuống G3 Trắng lên xe E3 tấn công hậu đen đen chạy hậu d6 đúng không trắng nên lùi tượng về f3 tấn công mã đen và gạo đổi xe càng đổi nhiều để tiêu hao lực lượng của đen thì càng tốt đổi xe xong đen có nhảy mã vào g3 thì trắng chạy xe h2 cũng chưa muộn thế nhưng thực tế trắng lại vội vã chạy ngay xe lên h2 và đây tiếp tục là một đi không chính xác chớp lấy cội này thì đen nhảy mã vào g3 kết hợp với xe tấn công tượng trắng Trắng giờ mới lùi tượng về F3, gạ đổi xe nhưng đã quá muộn. Nên không đổi xe với trắng mà có hậu H6 ghim xe trắng. Trắng sẽ chạy xe về E1 gạ đổi hậu. Nên không đổi hậu với trắng mà đổi xe với trắng. Chiếu, hậu trắng ăn lại xe đen. Đen qua xe 8 tiếp tục tấn công hậu trắng. Trắng mà chạy hậu sang D1 chẳng hạn là hậu đen E3 chiếu hết. Mà trắng chạy hậu F2 thì hậu đen phi xuống C1 cũng sẽ chiếu hết. Do đó, biết nó có cố gắng, cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Siêu đại kiện tướng Dương Nghi đành chịu thua. Như vậy, cả nội dung cờ nhanh lẫn cờ tiêu chuẩn Dương Nghi đều bị Quang Liêm vả cho sớm mặt. Chiến thắng này giúp cho Quang Liêm lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 16 thế giới với hiệu số ELO cao kỷ lục là 2.741. Chỉ còn hai vòng nữa là giải đấu sẽ kết thúc. Quang Liêm đã vươn lên dẫn đầu bảng với 29,5 điểm. Hy vọng Liêm tiếp tục phong độ ấn tượng như này để bảo vệ thành công ngôi vô địch và lần đầu tiên lọt vào top 15 thế giới. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.